Xin chào các bạn. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đang là 7 giờ tối và cũng đang là ngày mùng 5 Tết. Và hôm nay mình có một chuyến đi Hàn Quốc trong vòng 5 ngày. Thì các bạn cùng theo dõi hành trình của mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào làm thủ tục trước đã. Xin giới thiệu với các bạn, đây là buổi thủ tục để đặt chuyến bay đi Hàn Quốc. Thì mình xin giới thiệu với các bạn, hôm nay mình sẽ bay với hàng không Vietjet. Thì mình đã vừa làm xong hết tất cả mọi thủ tục hàng không. Thì bây giờ mình sẽ đi vô trong sảnh cách ly. Và trên đường đi mình bắt gặp rất là nhiều cửa hàng lưu niệm, như là rượu nè, đồ ăn thức uống nè, rất là nhiều luôn các bạn. Sau khi di chuyển một lúc thì mình cũng đã đến được cửa khởi hành. Và hôm nay cửa khởi hành của mình là cửa số 10. Và chuyến bay của mình là VJ864 khởi hành đi Hàn Quốc lúc 22:15. Sau khi ngồi chờ được 30 phút thì tiếp viên gọi hành khách lên máy bay. Và hôm nay hành khách được lên máy bay rất là đúng giờ. Hành khách được đưa đến máy bay bằng xe buýt và đây cũng là một sự thích thú cho những ai thích chụp hình máy bay và ngắm máy bay. Và tổng bay khai thác cho chuyến bay hôm nay là Airbus A321 có 168 ghế đồng hạng, được xếp theo cấu hình là 33. Trước mỗi chuyến bay, các tiếp viên luôn hướng dẫn an toàn bay. You must return to your seat and fasten your seatbelt. Đây là mặt nạ dưỡng khí. This is your oxygen mask. Trong trường hợp mất áp suất. Sau khi máy bay bay bằng, mình sạc các thiết bị điện tử và đi ngủ vì chuyến bay chỉ kéo dài 4 tiếng và 40 phút thôi. Và là dần ở đêm và về sáng, và không do trời tối nữa, nên mình không quay được cái gì và ngủ một giấc. Và đến sáng hôm sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon sau 4 tiếng 40 phút bay. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do, I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over, oh no, it's true. Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, giờ địa phương bây giờ là 5:25. Vì sự an toàn, quý khách vui lòng vẫn ngồi tại ghế với dây an toàn.
Vì sân bay Incheon quá rộng nên mình phải đi tàu điện qua Terminal 2 để làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. But now it's only a place.